đoàn đại biểu nghỉ chân vào lúc khoảng độ hơn 5 giờ 20 phút chiều ngày 20 tháng 7 2011 tại Cedele Restaurant ăn để ăn kem ice cream do yêu cầu của Bè bảo hoặc là ăn kem hoặc là ăn cơm hoặc là đi về. Đấy, tối hậu thư rất kinh. Bè ăn kem hoặc là có bao nhiêu đấy chứ? Ăn đấy. Bè ăn kem gì đi con? Ăn kem sô-cô-la. Ngon không? Ăn xong đi về hay đi chơi tiếp? Bè đi về, đi taxi về, đi chơi tiếp. Bè ăn xong đi chơi tiếp hay đi về? Đi chơi tiếp với bạn anh ơi. Ok, good girl, you are good girl. Anh Bi ăn kem với cả Bông ăn kem gì đấy? Ăn kem vani. Vani à, ngon không? Ngon ạ. Xin miếng. Tôi cũng ăn một miếng luôn. Bông bảo ngon. Ăn kem xong không được ra cọng nữa đúng không? Mắt cọng nữa đúng không? Đúng rồi, cậu Đức phê bình Bông nhé. Tại sao lại mắt cọng mà thống nhất từ nhà? Không cọng kiếp gì đâu mà. Nha. Bạn bắt bơ này, ăn chocolate. Người bác Huyền tình hình nào rồi? Không hết mệt. Ông thấy mỏi chân. Sướng. Đi chơi, đi shopping Singapore, sướng quá. Mua bán này cái gì rồi nè? Cũng được một số thứ. Váy này. Sushi. Rồi. Trình bày. Daddy. Ê, chị lấy phòng. Daddy, look at me. Rồi. Ok. Mẹ mai vẻ hơi mệt. Vừa bị ngã quả rồi đau bụng quá. Ôi, tay trái còn tát. Ok, chúng ta sẽ ăn kem xong rồi sẽ tiếp tục cuộc hành trình.